Tin tổng hợp ngày 18 tháng 5 Tổng tư lệnh Ukraine nói giao tranh ác liệt sắp nổ ra ở Kharkiv khi Nga cố gắng tấn công vào hậu phương của quân đội Ukraine. Ông Dmitry Medvedev cảnh báo Nga có thể tạo ra vùng đệm ở Ba Lan, một thành viên NATO. Truyền thông Mỹ New York Times báo cáo các thành viên NATO cân nhắc gửi quân tới Ukraine. Ông Trump cảnh báo Trung Quốc và Nga hợp lực phá hoại, Tập Cận Bình có ý đồ đánh chiếm Đài Loan, Israel tuyên bố đã phát hiện ra gần 700 đường hầm bên dưới thành phố Rafah, miền nam Gaza. Liên minh châu Âu điều tra meta về chứng nghiện mạng xã hội ở trẻ em. Đảng Cộng sản Trung Quốc lại một lần nữa rớt nước mắt cá sấu vì G7. Nguyễn tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp ngày 18 tháng 5 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Ma Thuật. Cà phê đông minh giang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bò tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, theo Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky, quân đội Nga đã mở rộng vùng tác chiến thêm gần 70 km ở tỉnh Kharkiv. Qua đó, cố gắng buộc quân đội Ukraine khai triển thêm các lữ đoàn từ lực lượng dự bị. Trên mạng Telegram, hôm 17 tháng 5, Ông Shinsuke nhấn mạnh rằng do tình hình xấu đi ở miền đông Ukraine, ông đã làm việc liên tục trong nhiều ngày với các đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu ở tỉnh Kharkiv. Tư lệnh Ukraine nói rằng người Nga đã tập trung nỗ lực chính vào trục Strycha-Lipsi nhằm cố gắng chiếm Vopchan, giành quyền tiếp cận sâu hơn tới Bilykolodziak và tiến hành một cuộc tiến công vào hậu phương của quân đội Ukraine. Ông Shinsuke dự đoán sẽ có giao tranh ác liệt và cho biết thêm quân đội Nga đang chuẩn bị cho điều đó. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm 17 tháng 5 thì cho biết, lực lượng của Nga tiến vào phía đông bắc Ukraine và đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Nga khỏi các cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky lưu ý, Nga mới chỉ tiếp cận được tuyến công sự đầu tiên trong số 3 tuyến công sự ở tỉnh Kharkiv. Tin tiếp theo, ông Dmitry Medvedev một quan chức an ninh cấp cao của Nga mới đây đã cảnh báo Moscow có thể tạo một vùng đệm ở biên giới hoặc bên trong lãnh thổ Ba Lan, quốc gia thuộc Liên minh quân sự NATO. Đầu ngày thứ Sáu, 17 tháng 5, Ukraine đã tấn công các kho nhiên liệu, cơ sở dầu mỏ và một nhà máy điện ở phía tây nam nước Nga và bán đảo Crimea. Bán đảo của Ukraine mà Moskva đã chiếm đóng từ năm 2014. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết trên mạng Telegram, vào hôm thứ Sáu rằng Moscow đã chặn hơn 100 máy bay không người lái UAV vào tối thứ Năm. Một ngày trước đó, Ukraine đã bắn hỏa tiễn tấn công một phi trường ở Crimea. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra sau khi lực lượng của Nga tiến vào vùng Đông Bắc Ukraine vào tuần trước. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, đã viết trong một bài đăng trên mạng Telegram vào hôm thứ Sáu rằng đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin nói rằng để có một cuộc sống yên bình, đất nước chúng tôi sẽ phải tạo ra một vùng đệm mà chế độ phát xít mới sẽ không thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông Medvedev cũng lý giải, để tránh các hỏa tiễn tầm xa, vùng đệm tốt nhất nằm ở đâu đó trên biên giới với Ba Lan hoặc là bên trong Ba Lan. Ba Lan hiện vẫn chưa phản hồi trước những bình luận mới nhất của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Trong bối cảnh Nga đang đạt được bước tiến ở Kharkiv, một báo cáo của New York Times đã cho biết một số đồng minh của Mỹ trong NATO đang tiến gần hơn đến việc gửi quân tới Ukraine để huấn luyện lực lượng vũ trang của Kyiv. Đối mặt với tình trạng thiếu quân, theo hãng tin của Mỹ, chính phủ Kyiv đã yêu cầu Mỹ và NATO giúp đào tạo 150.000 tân binh ngay bên trong Ukraine để họ có thể gửi ra tiền tuyến nhanh hơn. Truyền thông Mỹ New York Times lưu ý rằng, động thái này nếu được thực hiện, nó sẽ xóa mờ danh giới đỏ trước đó và có thể lôi kéo Mỹ và EU trực tiếp hơn vào cuộc chiến. Mặc dù Tòa Bạch Ốc đã công khai phản đối việc gửi quân đến huấn luyện cho kỹ, nhưng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thì cho rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Theo đó, hôm 16 tháng 5, tướng Charles Brown Jr. đã nói với các phóng viên khi đang trên đường tới Bruxelles rằng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đạt được điều đó. Tờ New York Times lưu ý, một vấn đề khi đưa các chuyên gia huấn luyện của NATO tới Ukraine là phải chuyển lực lượng phòng không vốn đã khan hiếm ra khỏi chiến trường để bảo vệ họ khỏi các cuộc không kích và hỏa tiễn của Nga. Theo hãng tin của Mỹ, Mỹ sẽ có nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ huấn luyện viên NATO nào bên trong lãnh thổ Ukraine khỏi bị tấn công, có khả năng lôi Mỹ vào cuộc chiến. Vấn đề gửi quân của NATO tới Ukraine được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay. Sau đó Estonia và Litva cũng lên tiếng ủng hộ ý tưởng của Pháp, nói rằng nó không thể loại trừ. Tuy nhiên một số thành viên khác như Đức đã lên tiếng phản đối. Một quan chức tòa Bạch Ốc giấu tên nói với báo New York Times rằng chính quyền ông Biden kiên quyết không đưa quân đội Mỹ tới Ukraine, bao gồm cả những người hướng dẫn, và đã kêu gọi các đồng minh NATO cũng không làm điều đó. Các chuyên gia người Mỹ từng tham gia chương trình huấn luyện của NATO ở Chafarov, miền Tây Ukraine, nhưng đã rút lui vào đầu năm 2022. Kể từ đó, Nga đã tấn công cơ sở này bằng hỏa tiễn nhiều lần. NATO đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine ở Đức, Ba Lan, Anh và các nơi khác. Tuy nhiên, chiến thuật của phương Tây đã tỏ ra kém hiệu quả trong cuộc tấn công mùa hè năm 2023. Truyền thông Mỹ New York Times mô tả chiến trường Ukraine khác xa và khốc liệt hơn nhiều so với những gì mà lực lượng của Mỹ đã chiến đấu trong những năm gần đây. Chuyển đến phần thông tin khác, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho rằng lãnh đạo của Trung Quốc và Nga đang hợp lực để phá hoại. Từ tuyên bố của Tập Cận Bình, có thể thấy rằng ông ta có ý định chiếm Đài Loan. Hôm thứ Năm ngày 16 tháng 5, ông Trump, ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đã tới tòa án Manhattan ở thành phố New York để tham dự phiên tòa xét xử vụ án tiền bịt miệng. Sau phiên tòa, ông đã nói với giới truyền thông rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hợp lực để gây rối. Ông Trump nói, họ đang cùng nhau lên kế hoạch, họ đang hợp lực ở đó để gây thiệt hại, bởi vì điều cuối cùng họ muốn là gây thiệt hại. Ông Trump cũng cho rằng tuyên bố của Tập Cận Bình có ý nghĩa rất lớn và những gì mà lãnh đạo Trung Quốc nói ngày hôm đó đã cho thấy ông ấy hoàn toàn kỳ vọng sẽ chiếm được Đài Loan sau khi ông Tập gặp Tổng thống Nga tại Bắc Kinh hôm thứ Năm. Họ đã ký tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Nga về việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện về phối hợp cho kỷ nguyên mới. Họ đề cập rằng Nga công nhận Đài Loan là một phần không thể thiếu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ cũng như đạt được sự thống nhất đất nước. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm đó, Tập Cận Bình cũng đề cập rằng Ông ủng hộ một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine, đồng thời cho biết lập trường của Trung Quốc về vấn đề này luôn rõ ràng. Phương Tây thì cho rằng cái gọi là đề xuất hòa bình do Bắc Kinh đề xuất vào năm ngoái nhằm mục đích cho phép Nga giữ lại phần lớn lãnh thổ mà nước này đã chiếm được ở Ukraine. Trước đây, nhiều chính trị gia Mỹ đã chỉ ra rằng Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên đã hình thành một trục ma quỷ mới và đang tìm cách phá hoại trật tự thế giới còn Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đang nhân cơ hội này để thiết lập quyền bá chủ. Tuy nhiên liên minh giữa Trung Quốc và Nga được cho là không quá ổn định vì mỗi nước có mưu đồ riêng. Tuyên bố chung Trung Nga hôm thứ Năm không còn đề cập đến cái gọi là tình hữu nghị không có giới hạn và hợp tác không có khu vực hạn chế. Khẩu hiệu này được đưa ra trước cuộc tấn công toàn diện của Nga và Ukraine. Thế giới bên ngoài khi ấy cho rằng đó là tín hiệu cho thấy Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nga xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên, khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine rơi vào bế tắc, xã hội phương Tây tập hợp lại để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bắc Kinh bắt đầu rút lại tuyên bố tình hữu nghị Trung Nga không có giới hạn, được cho là do lo ngại về các lệnh trừng phạt. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang cố gắng lấy lòng Nga để chống lại Mỹ, nhưng cũng sẽ tạo khoảng cách với Nga. Vì vậy, Putin sẽ không đạt được mọi điều mình mong muốn trong chuyến thăm Trung Quốc. Người ngoài cuộc còn phân tích rằng cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục có lợi cho Trung Quốc, vì vậy nếu tổng thống Putin mong đợi Tập Cận Bình đứng ra hòa giải cuộc chiến, ông ấy có thể sẽ thất vọng. Chuyển đến cập nhật về tình hình Trung Đông. Theo trang tin Axios, hai quan chức cấp cao của Mỹ đã tổ chức cuộc đàm phán gián tiếp với các quan chức của Iran tại Oman trong tuần này về cách tránh leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo hai nguồn tin được trích dẫn trong báo cáo, các cuộc đàm phán tập trung vào việc làm rõ hậu quả của các hành động của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực, đồng thời thảo luận về những lo ngại của Mỹ về tình trạng chương trình hạt nhân của Tehran. Một quan chức chính phủ xác nhận với trang Times of Israel rằng cố vấn hàng đầu về Trung Đông của Tổng thống Biden, Brett McGurk, và đặc phái viên Mỹ về Iran, Abram Paley, đã có mặt tại Oman trong tuần này để đàm phán. Hiện vẫn chưa rõ ai là đại diện cho Iran tại cuộc đàm phán ở Oman và không có tuyên bố chính thức nào từ cả hai phía. Cuộc đàm phán diễn ra sau khi Iran đe dọa trong những tuần gần đây rằng Tehran sẽ thay đổi học thuyết về vũ khí hạt nhân, hiện bị lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cấm theo xác lệnh nếu sự tồn tại của nước này bị Israel đe dọa. Các cuộc đàm phán tương tự đã được tổ chức giữa Hoa Kỳ và Iran vào tháng 1 ở Oman khi các báo cáo tiết lộ Tehran đã yêu cầu chính quyền ông Biden bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong khi Washington gây áp lực buộc Iran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm của họ. Tin tiếp theo Theo báo cáo của Newsmax, trong phiên điều trần hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 5, tại La Hay, Israel cho biết họ đã phát hiện ra gần 700 đường hầm bên dưới thành phố Rafah ở miền nam của Gaza và khoảng 50 trong số đó đi vào Ai Cập. Quan chức Bộ Tư pháp Israel Gilad Noam đã xuất hiện tại Tòa án Công lý Quốc tế trong tuần này để điều trần, sau khi Nam Phi đệ đơn yêu cầu lên ICJ về các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn cái mà họ gọi là sự tàn phá vùng đất của người Palestine. Trong phiên điều trần hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 5, ông Noam cho biết những cáo buộc do Nam Phi đưa ra, trong đó có tuyên bố rằng Israel đã vi phạm công ước diệt chủng là hoàn toàn khác biệt với thực tế và hoàn cảnh. Ông nói thêm rằng vụ việc tạo ra sự nhạo báng về tội diệt chủng ghê tởm. Israel đang tham gia vào một cuộc chiến mà họ không muốn và không bắt đầu. Nước này đang bị tấn công và đang chiến đấu để bảo vệ chính mình và công dân của mình. Đại diện của Israel nói tiếp, Hamas đã thề sẽ tiếp tục các hành động tàn bạo của ngày 7 tháng 10 nhiều lần, đặc biệt Rafah là tâm điểm của hoạt động khủng bố đang diễn ra. Theo ông Noam, gần 700 đường hầm đã được xác định ở Rafah, từ đó có khoảng 50 đường hầm đi vào Ai Cập. Những đường hầm này được Hamas sử dụng để cung cấp vũ khí và đạn dược và có thể được sử dụng để đưa con tin hoặc những người điều hành cấp cao của Hamas ra khỏi Gaza. Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Israel Tamar Kaplan Tuchman thì nói với ICJ rằng từ chối quyền tự vệ vốn có của Israel là điều không thể tưởng tượng được. Bà nói, ra lệnh cho Israel ngừng chiến dịch quân sự, điều đó đồng nghĩa kết án cái chết cho các con tin, đồng thời nói thêm, Việc chấp nhận yêu cầu của Nam Phi sẽ đồng nghĩa với việc đứng về phía một tổ chức khủng bố. Tổ chức này chắc chắn sẽ ăn mừng bất kỳ quyết định nào như vậy. Bà Tujerman cũng kêu gọi IGJ không hợp pháp hóa, bảo vệ và khen thưởng Hamas vì phương pháp chiến tranh hèn hạ của nhóm khủng bố này. Chuyển đến một diễn biến khác. Liên minh châu Âu EU đã mở một cuộc điều tra sâu rộng về Meta vì lo ngại công ty không làm đủ để bảo vệ trẻ em khỏi nghiện các mạng xã hội như Facebook và Instagram. Cụ thể, theo hãng thông tấn Reuters, ngày 16 tháng 5, Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU đã tuyên bố sẽ xem xét liệu các ứng dụng của Meta có sử dụng các thuật toán để kích thích chứng nghiện ở trẻ em hay không, cũng như tạo ra cái gọi là hiệu ứng lỗ thỏ hiệu ứng lỗ thỏ ám chỉ nơi người dùng ngày càng bị cuốn sâu hơn vào các nội dung trên nền tảng. Các nhà điều tra EU cũng sẽ xem xét liệu Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram có tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý để cung cấp các công cụ xác minh độ tuổi phù hợp nhằm ngăn chặn trẻ em truy cập nội dung không phù hợp hay không. Về phần mình, Meta cho biết họ đã có sẵn một số công cụ trực tuyến để bảo vệ trẻ em Công ty này cũng nói, đây là một thách thức mà toàn ngành đang phải đối mặt và chúng tôi mong muốn được chia sẻ chi tiết về công việc của mình với Ủy ban châu Âu. Meta đã nằm trong tầm ngắm của EU về thông tin sai lệch, về bầu cử, mối lo ngại chính trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu quan trọng vào tháng tới. Vi phạm DSA, tức Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU, có thể dẫn đến mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm của công ty. Tiếp theo là một góc nhìn và bình luận Thưa quý vị, Trung Quốc và G7 được ví như nước với lửa do khác biệt về hệ tư tưởng. Dù một số quốc gia trong G7 đang nghiêng về chủ nghĩa xã hội, nhưng vẫn có sự không tương thích lớn. Một bên là chủ nghĩa trọng thương, một bên là thị trường tự do. Một bên là trộm cắp tài sản trí tuệ và một bên bảo vệ sở hữu trí tuệ. Đó là nhận định mở đầu cho bài bình luận của chuyên gia quân sự Stu Silver, từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ 30 năm. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc lại rơi nước mắt cá sấu vì G7 của ông Stu Trong nhiều thập niên, các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB cũng như các nhà đầu tư đa quốc gia đã tài trợ cho sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc với hy vọng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cải thiện thái độ hiếu chiến trên trường thế giới và giảm bớt sự đàn áp đối với các nhóm thiểu số, giảm bớt hành vi trộm cắp công nghệ và bí mật quân sự, đồng thời giảm việc sử dụng các hoạt động thương mại không công bằng để chiếm lĩnh thị trường nước ngoài. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng rằng, bằng cách gia nhập các tổ chức tài chính quốc tế và liên hiệp quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện một số cải cách nội bộ ở một mức độ nào đó và trở thành một xã hội cởi mở, tự do. Kỳ vọng này đã bị tiêu tan bởi việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục hành động nhằm tìm cách khai thác khả năng tiếp cận đó cho mục đích riêng của mình. Có nhiều tin tức về hoạt động gián điệp của Trung Quốc, sản xuất dư thừa, nhà nước tiếp tục trợ cấp cho các ngành công nghiệp, quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lấn lãnh hải và không phận của Đài Loan, cũng như việc tiếp tục sử dụng lao động cưỡng bức quy mô lớn ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Là một phần của cuộc chiến thông tin đang diễn ra, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên lên án những tuyên bố hợp lý của G7 bất cứ khi nào hành vi sai trái của Bắc Kinh bị vạch trần. Hãy cùng xem xét vấn đề này. G7 bảo vệ những giá trị phổ quát G7 tổ chức các cuộc họp thường kỳ để thảo luận về vấn đề kinh tế và tiền tệ quốc tế. Trước chủ tịch G7 được luân phiên giữa các quốc gia thành viên. Các nhà lãnh đạo G7 trước đó đã thảo luận các vấn đề chính như khủng hoảng nợ, cấm vận và thiếu hụt dầu mỏ, đại dịch COVID-19 và mối quan hệ của G7 với Trung Quốc. Ví dụ, vào tháng 12 năm ngoái, G7 đã đưa ra tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến rằng chúng tôi sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết hậu quả của các chính sách và hoạt động phi thị trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bóp méo nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp, do gì dữ liệu và các hoạt động độc hại khác. Tuyên bố của G7 chú ý nhiều hơn đến các vấn đề như nhân quyền, hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và quân sự hóa Biển Đông. Trong vài năm qua, G7 đã giải quyết những lĩnh vực quan tâm này bằng nhiều cách thức khác nhau trong các tuyên bố và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng với sự bất mãn của các nhà ngoại giao Trung Quốc và những cá nhân khác. Ví dụ, một bài báo của tờ Thời báo Hoàn cầu vào tháng 10 năm 2023 đã lên án tuyên bố chung của G7 về các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, trong đó có đoạn các quan chức và nhà phân tích Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của G7 về áp đặt kinh tế và tuyên bố rằng G7 do Hoa Kỳ dẫn đầu, trên thực tế đang cố gắng hình thành các nhóm nhỏ độc quyền của các nước giàu có để bảo vệ lợi ích của họ, trong khi làm gián đoạn sự hợp tác và phát triển toàn cầu. Bắc Kinh liên tục phản nàn Trước những sự kiện gần đây, một đoạn trích từ tuyên bố tháng 12 của G7 đặc biệt đáng chú ý đó là chúng tôi kêu gọi Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước viên về quan hệ ngoại giao và Công ước viên về quan hệ lãnh sự, và không tham gia vào các hoạt động làm suy yếu an ninh, sự an toàn của xã hội, sự ổn định, tính toàn vẹn của các thể chế dân chủ và sự thịnh vượng kinh tế của chúng tôi. G7 đã không sai khi vào ngày 23 tháng 4, tạp chí phố đưa tin về vụ bắt giữ thứ tư trong vòng 24 giờ đối với nghi phạm là điệp viên Trung Quốc tại nước Đức. Bài viết trích dẫn Bộ trưởng Nội vụ Đức như sau. Nếu được xác nhận rằng các đặc vụ tình báo của Trung Quốc có điệp viên trong Quốc hội châu Âu, thì chúng ta đang nói về một cuộc tấn công vào nền dân chủ châu Âu từ bên trong. Công tác điều tra đang tiếp tục, nhưng ổ điệp viên Trung Quốc bị bắt này có vẻ như là một dấu chấm than cho tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7. Đây chỉ là vụ bắt giữ gián điệp mới nhất của châu Âu. Trang Politico Europe đã từng đưa tin về sự hiện diện phổ biến của các điệp viên Trung Quốc tại Bruxelles. Theo dịch vụ an ninh Bỉ, có một trong năm nhà báo của Trung Quốc làm việc tại Bruxelles bị nghi ngờ là các sĩ quan tình báo. Thực tế là có nhiều điệp viên Trung Quốc được nghi ngờ hoạt động tại Bruxelles đến mức một số người coi đó như một loại trò đùa. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tổ chức tại Ý vào tháng 4 năm nay đã đưa ra tuyên bố nghiêm khắc về các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, trong đó có đoạn Chúng tôi vẫn lo ngại về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, bao gồm tại Tân Cương và Tây Tạng. Chúng tôi bày tỏ lo ngại về sự suy giảm quyền dân sự và chính trị tại Hồng Kông kể từ luật an ninh quốc gia 2020. Chúng tôi nhấn mạnh lại những lo ngại này sau việc thông qua nghị định bảo vệ an ninh quốc gia theo Điều 23 của luật căn bản. Điều này sẽ làm suy thoái thêm quyền tự trị, nhân quyền và tự do cơ bản tại Hồng Kông. Ba ngày sau đó, Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Uông Văn Bân, Nói rằng tuyên bố của G7 cố tình bóp méo sự thật và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Uông tiếp tục bóp méo những lời chỉ trích của G7, cho rằng theo luật an ninh quốc gia mới, Hồng Kông đã lập lại trật tự và sẽ phát triển mạnh mẽ, Tân Cương và Tây Tạng có xã hội hài hòa, thịnh vượng và ổn định, và người dân thuộc mọi dân tộc sống hạnh phúc. Nhưng có vẻ như khôi phục trật tự theo đặc điểm Trung Quốc, đồng nghĩa với việc mất đi tự do và dân chủ đối với người dân Hồng Kông. Một quá trình đã diễn ra kể từ khi luật này được thông qua vào năm 2020, trong khi cái gọi là thịnh vượng và ổn định với đặc điểm Trung Quốc thực sự đồng nghĩa với diệt chủng văn hóa đối với người Duy Ngô Nhĩ và người dân Tây Tạng. Tuyên bố của G7 về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Kết luận sự chung sống hòa bình, tiếp tục mở cửa kinh tế và hợp tác do lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy là không phù hợp với thực tế và G7 đã gián tiếp vạch trần những sự thật này dựa trên thực tế. Ngay cả những nhà quan sát thuộc phe cánh tả, vốn có truyền thống thân thiện với Trung Quốc hơn, cũng lưu ý đến các hoạt động thương mại hung hãn của Bắc Kinh. Nhà tân tự do Robert Kutner đã viết trên tạp chí Prospect, số ra ngày 30 tháng 4, rằng trở ngại cho việc thiết lập quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là sự tăng cường chủ nghĩa trọng thương của Trung Quốc, đặc biệt là mô hình sản xuất quá mức trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ví dụ, ông đã lưu ý rằng các khoản trợ cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho ngành công nghiệp ô tô bao gồm lãi suất bằng không hoặc âm, trợ cấp cho thép và pin sử dụng trong xe điện và hỗ trợ trực tiếp của chính phủ, dẫn đến xe điện do Trung Quốc sản xuất có chi phí thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất, đang được đổ ra thị trường toàn cầu. Kết quả thế nào? Trong 3 năm qua, Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần và nguyên nhân trực tiếp là do các hoạt động thương mại không công bằng này. Đây chính là điều mà ông Tập gọi là hợp tác mang đặc sắc Trung Quốc. Tương tự như vậy, khi quân đội Trung Quốc khai triển ngày càng nhiều tàu chiến và máy bay xung quanh Đài Loan và tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng voi rồng chống lại các tàu của Philippines ở Biển Đông, các nhà lãnh đạo của Đài Loan và Philippines đã hiểu được cái gọi là chung sống hòa bình với đặc điểm Trung Quốc nghĩa là gì. Điều này có nghĩa là chung sống hòa bình theo điều kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi những cáo buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các tuyên bố công khai của G7 ngày càng bị phớt lờ. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp của DKN xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.